bạn xuất đây bông phôi từ học nghề nhóm khen chụp nên mà đón tiết chụp người đăng ca vì phía hàng chế miết nâng rụp bây giờ bán bỏ ra tới phải chạm tháng ngày bạn bông phôi ọp ọ xa tốt xâm rạp bông phôi nâng khăn group VIP rồi bỏ nhóm đại dụng mánh cư dương chụp nánh miết bà bán mà phôn bây rồi phịp chiêng đá cư khu xòm ná mà xâm mánh ọp ọ xa tốt bà hay xâm rạp tháng ngày đi đại bông phôi cư nâng miên bộ ra miên thôn muối cư nâng mong phụ đám phi kể là cư bộ ra miên ở tệ phô ra nàm rịch hay bộ ra miên cư xâm khăn đại viên nâng chạy tập bộ đó tìm xa miếng cứ bài bộ khăn ai thác khuôn đường bì khuôn đường bầy đá hay tì tân ở đây dụng đi tại phần này nâng có chìa ca xâm rạch chất đó thì nghĩ kia cả đá làm rạch đáy đá thả ta quát nâng đầm lá ngã tra ca prạ nâng kìa bà tốp rư cọ ọt phố bà sân chìa tại phần này nâng ta khó nông gầm rạch bố cư bà phần thiên thì nghĩ kia cả đá làm rạch cứ quát trời tập bà khám chất đầm lá ngã prạ bà hay bà sân chìa tại phần này miền ca thẻ cho màu lò bà xa khá đá chúng còn ai nhưng phải thu phải thôi cả đầm lăng rồi còn ai nhưng phải chụp cả đầm lăng chương trình này nó cứ sầm khán đa năng chạy được bộ đó tìm xa hàng trên những ao nội dụng này đài hay nghĩa một hàng phải chạy cái tên vinh thịnh call với ta tầm nổ miếng ngày ní bài viên đang miếng tầm nổ bài nát hàng là thịnh call analyze tạo bóng phôn mà mơ cả về phía phôi nhôm nó thay đi thằng ngọc này bắt bóng phôn sầm rạp phe tầm bốn cái cứ phe miếng bóng phôn nghĩa mà mơ phe miếng phải chạm khai vinh và cô phải chạm khai và cô phải chạm khai nhưng bạn phải chạm phe bóng phôn cả vì đàm khai đấy thà cả vì khai vì nó cứ viên miếng và cô có hòm khăng này mình là cầm lăng nã lụa cứ lụa khăng mình tên cả vì khai vì và ta đọc phơi chỗ đó khai bảy và chân đôi nhưng mà chẽn là phơi đầu viên mọc khăng chân cứ miếng thở từ miếng cầm lăng tinh lăng khăng hay là lấy cứ cầm lăng đặt tinh lăng cứ nó không chuẩn lo tích chiêng khai pi là nở lại thì chứ mình đã cầm lăng biết mình toàn ai bắt cọt thang đường lăng từ lứa thì mình đã theo nơi từ miền tụng nối cho đỏ đài là sao tại cầm lăng nẹt lụa cà bị khai pi nơi tràn chiêng cầm lăng nẹt tinh nó không khai bảy bạn chẳng cứ tụng nối nơi tại ai miền cho đỏ đài là và dừng mưa tụng nối phải chạm khai chẳng á và hay là môi và sân chỉ viết lăng từ lăng thôi mà đam mê nó vừa đã lăng từ lăng và chẳng cầm rất này cá chốc cứ có chốc mọc lăng cú xòm lại bà môn đường lang từ tiệt chẳng á bà at least có retracement học mũi chạy bầm bầy đây chứ mong phụ huynh vua học mũi chạy bầm bầy thế nè at least biết có ai nhưng mà thử mà độ màu vinh là bạn bà đọc bầm pel cả lá rồi co là bạn cũng đọc bầm mùi cái ấy đây bà nên cứ cầm rất là vì ai nhưng lại cho màu vinh chẳng á bà chứng dương mơ bị tùm nô phải chạm khai phải chẹt tha tùm nô miết nữ nơi miền cầm lăng cho màu vinh và nơi miền cầm lăng cho màu vinh nhưng nghĩa mong mơ phải chăm sạp và đá có đôi khi phải chăm sạp và đá bông phôn khơi vì lăng từ lăng đá và nế chân cầm rất này ca cho viết cứ tập để cho màu tích tuổi tế nè từ mà sổ cho bạn phân đi hề hay lăng thẩm phân đi hề chân thẩm nốt với ai đang mau màu bèo tiết bạn ai lăng từ lửa lăng chẳng á nên bây giờ mơ từ lửa phải chăm sạp và đá nhưng nghĩa mong phải chăm thằng ngày vinh bông phôn phải chăm thằng ngày cứ vì lăng tăng vì thằng ngày sốt bà ngày chăn ngày kia bà chân vì làng từ bà bảy tháng ngày nó cứ làng từ làng mệnh tên bà cả ngày sốc hay nâng tháng ngày chăn bà chân ngày đến ngày kia chân ở vậy để dùng mưa khơi ngày kia cứ bạc xa máu bị chạp làm rõ thì tuốt bàn tay còn là tha sầm rạp tùm nổ mía nhưng mình toàn recommend ở xe nông số nó nâng tê ở xa tại vitamin previous structure hoặc viên nơi là bạn đọc phẩm buồn mà pay pi rồi gọi đọc phẩm buồn mà pay phẩm bảy mũi tiệt anh đi bạn chỉ strong structure structure bạn chỉ bón ở toàn strong thì chắc mình đang cầm lăng miết nơi ai lăng tích tiệt và dương mưa tầm phải chạm ngày còn là than lăng phơi nát cứ miên pi zone là ai đang lăng từ thì mũi đang ai lăng pi đầm lại bạn chỉ bón nâng từ tại mà đón và là bạn đọc phẩm buồn sẽ đang nâng ta đo đọc buồn mà pay rứt có vì ai nâng cho màn tích tiệt ai nâng cho mà đo đọc phẩm bảy ba chiên và đọc bảy ba chiên ban vì ai nâng miên cầm lăng lang tư là bạn đọc phẩm buồn mà pay chiên mà pay cả nâng vinh và chân tùm nô bởi nhóm recommend ai bài lo cứ bài nữa là bạn đọc phẩm bảy ba ta đọc bảy ba nhưng mà tùm nô nâng sẵn và sân chỉ miên bù li miên sân nhà lang ban dương tình và ở đây cứ nơi tầm miên cầm lăng bạn thêm tiệt cầm rất tim mũi cứ ba chập bòn cầm rất tí pi cứ nơi đọc phẩm bảy ba chiên và tác viên nơi miên cầm rất tí bảy tí buôn mũi tiệt nơi là bạn đọc phẩm bảy cả lá rồi gọi đọc phẩm bảy sai của đọc bảy cả lá đọc bảy sai nó cứ viết thật nó không được retracement học mũi chỉ phẩm bảy chẳng á bà này à ha sắp cứ nơi là bạn đọc phẩm bảy cả lá bà retracement học mũi chỉ phẩm bảy cứ nơi là bạn đọc phẩm bảy sai chiên chân tùm nô miết golden ratio cứ nơi cầm lăng nơi này đọc phẩm bảy cả lá này đầm bảy sai chiêng này, anh à, nó cứ lo một phát nâng cả bài là còn là thà ta viên nâng
pull back miền bù lì nông sốn á, bạn dừng bài nông sốn nâng tới, và là bạn đầm bảy pad miền sài nhà láng dừng bài bị đầm bảy pad miền là đầm bảy hot dừng bài bị đầm bảy hot và miền là đầm bảy sai dừng bài bị đầm bảy sai tới bờ miền sài nhà láng nông sốn mày ná, cứ dừng ai thực ca bài nông sốn mùi nâng ảnh chẳng chẽ sau này sầm rạp dụng nâng cứ bà sân chỉ từng đô nông chốt mau hai miền sài nhà đẹp phơi mà mau ấy miền kêu nông sốn mùi ná chân tư dương nâng ảnh bài nông sốn nâng ảnh còn tại bà dụng này vì lang tới biển lại tới nè đo lơ nâng ạ miền nhà có hòm bé ri trong bộ miền tranh máu cứ tùm nô nó cứ nâng cho máu khang này nâng xe này bà chân bà xe nó là bạn đọc bằng buồn mà pay đồng buồn cả nâng cứ xe sử dụng hiệp chiến hay vợ chồng bái là bạn đồng bảy pa đồng bảy hốc rồi đồng bảy sai bây giờ nó cứ chia đồng bon đại tình làng bán bà sân chỉ miền bùi khăn đò anh ấy sử dụng tùm nô miền ngày nay bà là phơi đập bộ miền tranh bà nông ngày nay nghĩa mà mơ đồ lại đặt bên bóng phố mơ đồ lại đặt bà sản tu lôi đồ lá cứ cho một lần mệt tên sản tu lôi đồ lá bóng phố khơi ca để nhau bị chạy lực muốn thao việc complete butterfly nơi mà rồi mình phải extension nó cứ bị cho một lần mệt tên cho tăng phi lơ này mà đo khổm đồ lại đặt và màn ngày này cứ thẻ kháng bà sản tu lôi đồ lá bà hai lấy cái viên nó recheck nó không dồn mà rồi mình phải extension và tác viên nó sau mình cầm lắng một tiết bóng phố cứ cầm lắng nó bà mà rồi học mùi extension bà cầm lắng nâng bàn ai lắng từ bình khăn bàn chứng minh đây tha bà dương mơ từ lơ sần tu đồ lá nâng ai lại chọn tích tiệt hay bà dương mơ từ lơ cầm lắng miết nâng ai lắng từ lơn tích tiệt được khả niệm phục bì nâng việt đào và trẻ khả niệm bà sần tu phía hô ơ sần tu đồ lá anh đánh ai nâng chốc bà chứng minh ai nâng lắng từ tích tiệt từ đó đọc bẩm buồn mà phây chiêng mà phây cả đời nhóm bàn và trẻ môn nâng bà anh đây bà dương dương từ lơ sần tu lôi đồ lá bà bông phô nghiệm mọc hàng lôi pound vinh và đón lôi pound bây giờ mưa daily cứ lo mệt tên này tăng phí việc bạc cá chịu vết nhưng bị chạy phải bông phô nữa bà bạc cá chịu vết nơi không có lại ní bà không dốn nữa chẳng bảo bông phô ách bái vì không dốn thì tới cứ lãng tức lăng mệt tên đồ lại đạch lãng tức lăng hai đưa nhóm bạn bị chạy là muốn cứ vi miên head and shoulder vì lại những chốc máu bà chẳng tùm nô pound cứ nơi ách miên cầm lăng lăng lên tích tiệt bạn toàn ốc cho lần này ca lăng đi mình là thay vì ai tới là bạn bông phôn qua tới retracement học môi chất bẩm bấy ai tới retracement học môi chất bẩm bấy rồi có retracement chất sập bẩm bấy tại mà đòn cứ nâng là bạn này xuống mũi này và xuống nâng phụ xuống nâng dịch xuống cả co head and shoulder đai á và chân viên nâng ai tới đó phân nâng đó xuống nâng còn là thay vì anh ai lang phía lời tới và lang phía lời tới rồi có vị cho môn tích túi bạn ai lang thực lang chẳng tầng được xuống đại những làng từ đo lường nữa chấn bà sinh dịch bông phố này mới không xuống nè là bạn mui chơi mà pay mui sẽ đàng bà mui chơi mà pay mui sẽ đàng miền sài nhà bù lý nếu bông phố này bài vì không xuống nắng tới cứ ok ai tới đo là ngày bà sầm rạp pound cứ tùm lô nơi miền ca càng làng bà sầm rạp phe pound đồ lá bà mũi tiết đã tông chừng mui nâng euro đồ lá cơ đối chiến địa đá bông phố mở euro đồ lá mà nó bắt đầu biết cho bị vệt máu bà cho bị vệt máu cứ tùm lô phô vía thở tập pull back từ mình cái nó ca pull back phô vía ca lang lơ phô vía nó cứ at least nơi là bạn bà học môi trình bảy tu tới cứ thở tập ba học môi trình bảy chẳng phải chấm bón với thầm tại ba nơi sam phẩm bảy vậy chẳng biết là cầm lang ai nơi tao đó học môi trình bảy mũi tiệt chẳng vì ai đang lang phía lợi tới bà rứa có vì ai đang sọ máu tịt tuổi sân bạn vì ai lang tới có thả bà đại phù thuật thông đá đập break hai vì thở tập pull back một mình lang chẳng á bà chân tùm nô rố cứ thiếm tại bài đá ai bài kia là tới được trăm việc rõ mà không mua trình bấy trăm bài tới cả bàn và xin chỉ miền sân nhà bu lý nước lại nát cái dân ai bài thì nâng tập bàn ní xâm rạp bà phê rô đô la bà rô đô la chân trăm mưa phô miền dụng nâng bóng phố bà xin chỉ phô miền dụng nâng thử ai lùi đô la chốc sáy chân miếc có thử láng pound có thử láng rô đô la có thử láng từng tích tiết này bà nâng xâm rạp cầm lăng tặng bày nè bà đã sắm ra bông phôn đã chọn cho trong group VIP bà đã nhầm nó box signal ở phần trăm ngay cho môi đăng cao VIP alert for miền phần trăm màu đá bà bông phôn còn đặt cái nạn này môi tam là giải nhóm master khen được không BIC market bà đối với nhóm cư trên đẹp đặc xa chun bông phôn đại tố hai nâng ad bông phôn cho trong group VIP đối khi này bà hơi sắm ra thân áp bông phôn nơi
Knong pram net chung krai, ku yum nung discount chun has a piroi dai, dai yum nung bags, and rap pram net chung krai, nè, the geneva bong bong chung, rin trap, you say chung chef, we peer do yum, chef mu, poor mien, chung don't have to know, bab nan do yum no, bak, bong bong, I chose mu kung kai niku yung nung chapa dam, knuple chap chap niku knee, bad, the santa chim nuôn yung ku kru pram net dai hai, chung ku yung nung chapa dam chap chap nè, eba bong bong, ba, chapa ram, ku yung nung chapa dam, tơ ngon knee, knuple, pet chung koi muni do knee. បាទហើយការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទៅលើការតាមដានថ្ងៃនេះហើយយើងជួបគ្នានៅការវិភាគថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណសម័យថ្មីមានត្រឹមទូរស័ព្ទដៃក៏អាចរកប្រាក់ចំណេញពីការទិញលោហាងឆេងមាសបានដែររីទិញលោហាងឆេងមាសតាមទូរស័ព្ទដៃជាមួយគ្រូជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាង11ឆ្នាំដល់ឥតគិតថ្លៃតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឬ